Hay, sau khi đi năn nỉ lụm lặt và mượn xu của những người xung quanh thì mình đã có thể review cái list ngày hôm nay rồi đó. Everyone, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ review tất tần tật về những chai nước hoa mà mình cảm thấy hot nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đối với mình, những mùi nước hoa này á, thì nó rất là đáng tiền và nó rất là đáng để trải nghiệm. Và đảm bảo khi dùng thì chắc chắn là bạn nhận được lời khen từ người đối diện ha. Và bây giờ chúng mình review chi tiết về các em ấy nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến mùi La Nuit de L'Homme của thương hiệu YSL. Ở xung quanh mình nó không có ai xài mùi này hết nên buộc mình phải mua cái chai vial chiếc này. Khá là tiếc bởi vì cái mùi hương này đối với mình là nó dễ nhận được thiện cảm nhất từ người đối diện luôn. Em này là cái kiểu mùi hương nó vừa cổ điển mà nó vừa hiện đại. Nó khá là mềm mại ở những cái phút giây đầu tiên khi mà dùng, bởi vì nhờ cái nốt thương bạch đậu khấu và cổ vetiver nên nó khá là sạch, nó khá là mềm mại và nó khá là lãng mạn sao ấy, nhưng mà nó cũng rất là nam tính và mạnh mẽ của mùi lavender. Nói chung là nó là những cái mùi hương nó khá là basic nên khá nhiều bạn nam nói mùi này cũng đâu có gì đặc biệt đâu, đâu có gì hay ho mà kiểu mình phải recommend. Nhưng mà em này á, nó không phải kiểu ngầu quá, nó không có kiểu sang chảnh ngút ngàn như là Creed Aventus, hay là nó kiểu teenager boy, hay là kiểu quậy phá như bad boy á, kiểu của Versace Eros, hay là nó quá kiểu nghiêm túc của Teal Hermes. Mà em này nó có mỗi thứ một ít nhưng mà nó có thể chiếm được tình cảm của phụ nữ, và kiểu phụ nữ thì không có thể nào ghét được cái mùi này luôn á. Mình có rất là nhiều người dùng mùi này và nhận được lời khen. Jeremy Fragrance dùng cái mùi hương này, ông ấy nói đây là mùi hương mà ông ấy nhận được lời khen nhiều nhất từ phụ nữ. Nên mấy bạn biết em này tuy cũng thường nhưng mà không phải dạng vừa đâu nha. Vì cái âm hưởng em này mang lại nó khá là lãng mạn, nó khá là ga lăng. Nên mình sẽ recommend cái em La Nuit de L'Homme này cho những bạn nam đang muốn cưa cẩm người phụ nữ mà họ yêu thích. Kiểu như đi buổi hẹn hò đầu tiên mà dùng mùi này là quá chuẩn luôn, tạo cái độ ấn tượng nó rất là tốt. Và tuy có rất là nhiều cái ưu điểm nhưng mà em này lại không hề lưu hương tốt. Mình nghe nói là em này đã bị thay đổi công thức, nên nếu mà bạn có thể mua cái phiên bản mà dưới 2015 á thì lưu hương tốt, nên từ 2016 trở lên là nghe nói em ấy lưu hương không còn tốt như ngày xưa nữa. Tiếp theo thì mình sẽ nói về mùi hương của tuổi trẻ, mùi hương mà mình thấy thích hợp nhất là từ teenager cho đến 30 tuổi ha. Mùi Eros của nhà Versace. Ở đây thì mình mượn của ông anh được cái set ổng mới tậu á. Mỗi lần tới mùa lễ hội á, là thường các nhà nước hoa á, thường tung ra những cái set như thế này á, để thích hợp để dành cho bạn mua với cái giá rất là hời, hoặc là để mà tặng cho người thân như là tặng quà Giáng sinh á, thì nó rất là đẹp và sang trọng. Nó đi với một cái túi, một cái chai 100ml luôn và một cái chai mẫu thử, mình không biết chai lăn hay chai sạch 10ml, nhưng mà nó rất là giá trị luôn, khoảng tầm trên 1,8 triệu một chút xíu mà mình có thể sở hữu cái chai này rồi, trong khi mua cái chai bình thường thì cũng 1,8 triệu. Trời, rất là thích phong nổi đang cái hộp nó đẹp như vậy nè. Đây là cái mùi hương mà mình thấy là rất mấy bạn nam, đặc biệt là còn trẻ tuổi á, rất là thích hợp để mà dùng thử luôn. Nó cho mình cái cảm giác nó rất là cuồng nhiệt, nó tươi mới và nó kiểu tràn đầy năng lượng mỗi khi dùng luôn ý, kiểu mùi hương của anh thanh niên. Mở đầu cái mùi hương này á, nó có cái nốt thương bạc hà và chanh, nó rất là thanh mát, nó rất là cay đầu mũi, nó thanh. Đối với mình thì mùi này nó còn mát hơn là Bleu de Chanel hay là Dior Sauvage nữa nha. Nó rất là kiểu cuồng nhiệt và nó sôi nổi luôn ý. Và đây là cái kiểu mùi hương mà các bạn nữ, đặc biệt là nữ mà trẻ trung ấy, rất là thích ngửi em này luôn, rất là nịnh mũi. Đặc biệt là mùi hương này có vani nên nó sẽ nó hơi ngọt, nhưng mà không phải là kiểu ngọt như nước hoa nữ đâu. Nam mà bạn thích cái mùi hương nước hoa ngọt và nó kiểu thanh mát, trẻ trung và nó có nốt hương vani á, thì em này là quá xứng đáng luôn. Và nữ, nếu mà bạn cá tính và bạn thích cái phong cách hơi ngầu, hơi kiểu nam, hơi kiểu unisex một chút xíu thì vẫn có thể thử qua em này được. Đây cũng có thể nói là một trong những chai nước hoa của Demi Rolling dùng rất là nhiều mỗi khi đi bar club, bởi vì cái độ tỏa hương và lưu hương rất là xa, rất là lâu, nên mỗi lần bạn xuất hiện người ta có thể ngửi thấy thôi, nên có thể dùng em này để mà đi quẩy, đi bar, đi club, đi tiệc tùng là quá chuẩn luôn, có thể nói là anh chàng tiệc tùng. Có thể nói đây là một chai nước hoa nam được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam rất là lâu rồi và vẫn được ưa chuộng bởi vì có lý do rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn.
tầm 1,8 triệu, mà nên nếu mà bạn đang tâm TM này á, thì hãy mua cái set quà tặng, nó rất là ổn luôn. Highly recommend, cái giá thành quá ổn. Mình nghĩ là có rất nhiều bạn nam biết đến mùa Bleu de Chanel này rồi ha. Em này là một trong những chai nước hoa nam bán chạy nhất của thương hiệu Chanel ở thời điểm hiện tại. Cái chai này mấy bạn thấy không, nó rất là sang trọng và cái nắp hết nè, kiểu nó rất mất tiền ấy. Ở đây mình có phiên bản Eau de Parfum. Để miêu tả mùi hương này á, thì mình sẽ nói đây là mùi hương nó rất là thanh mát của cam chanh, nó rất là sạch sẽ của gỗ vetiver, và khi xịt lên á, cái tầng hương đầu thì nó hơi cay nhẹ một chút xíu, nó cay cay theo đầu mũi của tiêu và bạc hà, kiểu rất là mát, để tạo nên cái độ cuốn hút mạnh mẽ và kiểu lạ hay ho hơn á, thì nhà Chanel á, có nhấn nhá thêm một chút khói nhẹ kiểu smoky scent á, kiểu nó hơi khói khói một chút xíu. Em thấy có rất là nhiều nốt hương khác nhau đúng không, nhưng mà cái mùi hương này nó rất là mượt nha, nó rất là nịnh mũi, nó rất là mượt và em ấy không gây khó chịu cho người đối diện đâu. Mình có cảm giác như là cái DNA của Chanel lúc nào cũng kiểu mainstream ấy, kiểu như là nó rất là nịnh nọt đám đông, kiểu như được lòng tất cả mọi người. Mấy bạn nam á mà dùng mùi này á, nó cho mình cái cảm giác như là bạn ấy là một cái người rất là bảnh bao nè, rất là lịch lãm và rất là mạnh mẽ, cuốn hút như thế nào ấy, giống như kiểu của Mr. Grey trong 50 Shades of Grey á. Em Bleu de Chanel này á, nó có độ tiện dụng rất là cao, bạn có thể xách đi và dùng mọi lúc mọi nơi luôn, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết, cho dù ẩm ương hay là nắng nóng đi chăng nữa. Do cái độ tỏa vừa phải nên mình thấy em này cũng thích hợp để dùng hàng ngày, dùng để đi làm. Em này lưu hương tầm 4 đến 5 tiếng trên da của mình, có thể tốt hơn mùi La Nuit de L'Homme một chút xíu thôi, nhưng do cái nốt cam chanh là chủ đạo nên em này có lưu hương không tốt thì nó cũng không có gì là lạ hết á. Nếu mà để recommend cho mấy bạn thích cái mùi hương lịch lãm, cuốn hút, sang trọng và kiểu mấy bạn nữ, kiểu mấy bạn nữ phải kiểu wow á, thì Bleu de Chanel rất là đáng để thử nha mấy bạn nam. Nếu mà mấy bạn hay tìm hiểu về các mùi nước hoa niche thì chắc chắn 100% là bạn đã biết hoặc là nghe qua em Creed Aventus này rồi. Trời, cái mùi hương mà phải nói là đối với mình đây là cái mùi hương mà nó hoàn hảo, một cái tác phẩm hoàn hảo luôn. Có thể nói đây là cái mùi hương mà gây cho mình cái ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cái list ngày hôm nay luôn. Đây là cái kiểu mùi hương mà khi dùng á, bạn có thể nhận được lời khen từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, và đặc biệt là từ các bạn nam nhiều hơn là từ nữ, bởi vì nó có cái mùi smoky, mùi khói á, nó khá là đậm nên có thể nó nịnh mũi bạn nam nhiều hơn, nó tạo nên cái độ nam tính mạnh mẽ và kiểu phong trần hơn cho em này. Mới đầu á, khi mới xịt á, thì nó có cái mùi trái cây, mùi citrus nó khá là mạnh, và đặc biệt là bạn có thể ngửi rõ được mùi quả dứa nha, mùi dứa kết hợp với mùi khói, nên người ta hay mô tả Creed Aventus là mùi hương dứa khói. Cái mùi khói nó rất là nồng đậm, nó rất là bắt mũi và nó rất là mạnh mẽ và nó nam tính làm sao á. Mỗi lần mà bạn nam dùng mùi này á, cho mình một hình tượng người đàn ông rất là phong trần, nam tính, mạnh mẽ và quan trọng là có tiền. Mùi hương nó rất là sang trọng làm sao á. Kiểu dạng như Big Boss thì nên xài mùi này. Đây sẽ là cái kiểu mùi hương mà mình recommend cho mấy bạn nam mà muốn tạo nên cái độ chú ý, muốn tạo nên một cái mùi hương có dấu ấn và đặc biệt là yêu thích mùi hương trái cây. Nhưng không đơn thuần là mùi trái cây đâu nha, mà kết hợp với mùi khói tạo nên cái độ rất là hay, rất là có chiều sâu và nó rất là... bạn nhất định phải thử. Nhưng mà em này có hai điểm yếu. Thứ nhất là cái giá thành quá chát, và mình khuyên là nếu bạn có cơ hội, bạn có tiền thì hãy đầu tư, bởi vì cái chai này nó rất là mắc tiền, tầm 6 đến 7 triệu cho chai full size. Và thứ hai á là cái chất lượng của em này nó không thật sự ổn định, bởi vì mỗi năm á cái nhà Creed này á nó cứ hay thay đổi công thức. Có cái patch coat á thì ý là có năm á cái patch coat á thì nó nhiều citrus nè, có năm á thì nó nhiều khói hơn, có năm thì nó lưu hương tốt hơn, mùi hương nó không có thật sự quá thay đổi. Nhưng mà nếu bạn thật sự khó tính và bạn hay nhạy giống như mình đó, là bạn ngửi là bạn biết liền. Cái chai Vial mình mua biết mình dùng ở đâu mất tiêu rồi, thì cái chai của mình á là nó thiên về mùi citrus, thiên về mùi trái cây, nó không có kiểu đậm đà, kiểu phong trần, nam tính như cái chai mình ngửi ở store khi mà lâu rồi, năm trước á. Thì cái chai mình ngửi á thì nó kiểu mùi khói hơn và nó bắt mũi hơn cái chai này.
Em này thì có cái độ lưu hương cũng trung bình à, tầm 5 đến 7 tiếng thôi, tùy trên da mỗi người lận và tùy theo cái lô sản xuất đó nó có thật sự xuất sắc hay không. Nên mấy bạn hãy thật sự cân nhắc trước khi mua nha. Còn nếu mấy bạn thích trải nghiệm mùi hương thì hãy mua chiếc, chứ đừng có mua full, nhiều khi mua về lại không thích lại uổng tiền lắm. Mấy bạn nam ơi, mấy bạn có cần mình nói quá nhiều về cái mùi hương này nữa không? Nó lan man một chút xíu á, thì có thể bạn chưa ngửi qua bất kỳ em nào trong cái list ngày hôm nay, nhưng chắc chắn là bạn đã ngửi qua em Dior Sauvage rồi. Không phải trong, có thể là ở trong store hay là trên người khác hoặc là trên không khí giống như mình ngửi rất nhiều lần ở trong mỗi lần mình đi làm á, sáng nào mình cũng ngửi thấy. Mình biết đến cái mùi hương này trước khi mà mình biết em ấy tên là Dior Sauvage, sau khi mà bạn trai mình được tặng là thì ra là mùi này. Cái chai này rất, cho mấy bạn coi cái chai này nó rất là đẹp đúng không, nó được cái nắp hít nữa. Sau khi nó lan man thì mấy bạn hiểu là cái đồ nổi tiếng của em ấy như thế nào rồi ha, thì chắc chắn là mùi hương này nó phải ra gì rồi. Lúc mở đầu á thì em này có mùi hương rất là thanh mát của cam chanh kết hợp với mùi cay của mùi tiêu á, nên em này được list vào fresh and spicy, nhưng mà nhờ kết hợp với cái nốt ambrosia nhân tạo á nên em này nó khá là mượt và nó uyển chuyển, chứ nó không có nồng gắt như là Cherry Hermes đâu. Cái mùi hương nó rất là nịnh mũi, nó rất là nam tính, kết hợp với mùi gỗ vetiver nữa. Em này rất là sạch sẽ và kiểu có thể dùng đến mọi điều kiện thời tiết và mọi lúc mọi nơi luôn, có độ tiện dụng cực kỳ cao. Độ lưu hương cũng rất cao nữa, tầm trên 8 tiếng, mặc dù là phiên bản eau de toilette nha, nhưng mà em này lưu hương cực kỳ tốt trên da bạn trai mình. Bạn ấy xịt buổi tối, bạn ấy tắm rồi và ngày hôm sau mình vẫn có thể ngửi trên da bạn ấy luôn ấy. Độ lưu hương bán kinh khủng khiếp. Và em này thì phải nói có cái độ CR hay nhất, cái độ nước hoa lưu và tỏa hương trong không khí nó cao nhất. Em này nó nịnh mũi, nó hút gái, nó mặt nó sexy khủng khiếp, và có thể nói là chiều lòng được tất cả các bạn nam luôn và các bạn nữ khi ngửi nữa. Sau khi dành rất là nhiều mỹ từ cho em này rồi đúng không, thì bây giờ mình chê nè, bởi vì có cái độ nổi tiếng như cồn và kiểu ai cũng dùng á, nên em này nó không còn được độc đáo và nó không có còn được riêng biệt khi mà dùng nữa. Kiểu như ra đường các bạn nam cứ có cái mùi hương này á, thì nếu mà bạn có thể là bạn đi làm và bạn xịt đó, bạn có thể bắt gặp trong văn phòng của mình 2 đến 3 người dùng cái mùi hương này luôn, nên nó không có còn một mình một cõi như là Cherry Hermes nữa hay là Creed Advantage. Nếu mà bạn không có ngại cái việc bị đụng hàng và bạn thích dùng cái mùi hương mà có thể dùng quanh năm, dịp gì dùng cũng được, thì chắc chắn là bạn phải đầu tư cho em Dior Sauvage này rồi. Đối với mình thì mình rất là sợ bị đụng hàng, nên theo đánh giá của mình thì em ấy chỉ xứng đáng được 8 điểm thôi. Ôi, nói xong rồi. Mình hy vọng chủ đề lần này giúp ích được cho các bạn nam đang muốn nghe review từ khách quan, từ phía mấy bạn nữ nghĩ như thế nào ha. Nếu mà bạn thấy video này thật sự hay thì bạn hãy like và nhấn nút subscribe màu đỏ phía dưới để đồng hành với mình trong những chủ đề tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video, hơi dông dành chút xíu, và hẹn gặp lại.